Tiếp đó chuyện này rất nhanh đã bị bại lộ. Chiếc đồng hồ do Vượng Khôn đặt riêng và A Triệu đã khiến cho cả đám A Ngạo trở thành đối tượng tình nghi số 1 của vụ án. Hôm sau, bọn A Ngạo bắt đầu ra khỏi hang ổ kiếm mối làm ăn, kết quả rất nhanh phát hiện bị cảnh sát theo dõi. A Ngạo bảo đồng bọn vứt điện thoại và SIM đi, A Hoa dò hỏi A Triệu theo bản năng. A Triệu lúc này mới chậm rãi nói ra một câu em xin lỗi. A Hoa ngay lập tức nhảy xuống xe chạy trốn theo hướng khác, nhưng lủi hết chỗ nọ đến chỗ kia cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt. Ở bên kia, A Bang dựa theo định vị tìm đến tòa nhà mà A Ngạo đang ẩn náu. Lại dựa theo trực giác đi cầu thang bộ tìm hắn, hai người đều cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Bên địch bên ta đều vô cùng đề phòng. A Bang nghiêng người ẩn nấp, A Ngạo lại nhảy lên xe máy trốn khỏi đó. Ở bên kia, A Triệu bị xe cảnh sát bao vây tứ phía, A Ngạo đột nhiên lao đến, vừa bốc đầu xe máy để che chắn đạn, vừa giơ súng lên bắn. A Bang cũng kịp thời đuổi đến, hai người vừa đánh nhau vừa phóng xe như bay. Trong phút nguy hiểm, A Bang lao ra cứu đứa trẻ, bọn A Ngạo cũng nhân cơ hội đó chuồn mất. Sau khi cuộc truy đuổi kết thúc, cảnh sát chỉ bắt được mỗi mình A Hoa. Nhưng A Hoa không chịu khai, dường như không sợ mấy lời dọa nạt của cảnh sát, còn phía A Ngạo cũng không để lại bất cứ manh mối gì. Lúc A Bang đang định truy bắt họ lần nữa, thì A Ngạo đột nhiên dẫn theo hai đàn em bước vào đồn cảnh sát. Họ là đến để báo án, bởi vì A Triệu đã mất tích. Tất cả mọi người đều biết bọn A Ngạo chính là hung thủ phía sau, nhưng lại không tìm ra bất cứ chứng cứ nào chỉ tội chúng, nhiều nhất chỉ có thể tạm giam 48 tiếng thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảnh sát vẫn không có bất cứ thu hoạch gì. Càng khiến người khác không thể ngờ là A Triệu bị phát hiện chết thảm tại nhà, bên cạnh còn để lại một bức thư thừa nhận tất cả tội lỗi do mình gây ra. Tất cả mọi thứ rõ ràng là do A Ngạo sắp xếp, A Triệu phạm sai lầm liên tiếp nên chết cũng đáng. A Bang vô cùng bất ngờ, trước tiên là Vượng Khôn, sau là A Triệu, tại sao A Ngạo lại giết nhiều người vô tội như vậy? Nhưng từ vô tội này đã chọc thật sâu vào chỗ đau của A Ngạo, bởi chính anh ta mới là người vô tội nhất bị bắn đứng. Vì đội cảnh sát mà chiến đấu quên mình rồi phá được án, khi ra tòa anh chỉ cần nói một câu thì cả năm người chúng tôi đã không ngồi tù. A Bang lại một mực cho rằng hắn đánh người thì phải nhận. Chuyện cũ 4 năm về trước lại bị lật lại, hai người đối diện với nhau không ai nhường ai. Nhưng sóng gió này chưa qua sóng gió khác đã ập tới, lại có một tin tức khiến đồn cảnh sát chấn động. Lãnh đạo đội cảnh sát trước đây hại bọn A Ngạo, bây giờ bị làm thành bom sống để uy hiếp một nhóm dân thường, trong đó còn bao gồm người vợ đang mang thai của A Bang. A Bang quay người đấm một cú khiến A Ngạo ngã ngửa ra đất, nhưng A Ngạo chỉ nhìn anh ta rồi cười kỳ dị. 48 tiếng đã trôi qua, bọn A Ngạo nghênh ngang bước ra khỏi đồn cảnh sát, còn A Bang chỉ có thể phi xe đến hiện trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, quả bom trên người lãnh đạo cũng là tác phẩm của A Ngạo. Đứng trước mặt mọi người, lãnh đạo bắt đầu ăn năn thừa nhận vụ án 4 năm xưa mình phạm phải. Là anh ta vì cái lợi trước mắt mà bắn đứng A Ngạo, hiện giờ vợ con ông ta đã bị A Ngạo bắt cóc, ép ông phải đứng ra nhận lỗi. Tiếp theo đó, A Ngạo ấn nút đếm ngược, quả bom kêu tít tít, đội cảnh sát chậm chậm tiến tới. Vì muốn mọi người bình tĩnh, trong lúc gay cấn, A Bang đã bắn một phát vào khiên chắn đạn. Vợ và lãnh đạo bị khóa lại với nhau, quả bom lại nối với tĩnh mạch trên người lãnh đạo. Hoặc là giết chết ông ấy, hoặc là gỡ quả bom. Thời gian chỉ còn lại 4 giây. Cảnh sát bắn một phát giết chết lãnh đạo, lúc này giọng nói của A Ngạo lại vang lên. Hiện tại anh có lẽ đã hiểu năm đó tôi bất lực như thế nào rồi chứ. Chúc anh may mắn. Quả bom lại khởi động lần nữa, A Bang bắn một phát đứt còng tay rồi lao ra vào giây cuối cùng. Ở bên kia, bọn A Ngạo lại chơi trò ác diệt ác lần nữa. Họ diệt sạch một đám tội phạm đang định cướp ngân hàng, thu hết vũ khí của họ, rồi để lại một chiếc USB chứa dữ liệu bảo mật của ngân hàng đánh lạc hướng cảnh sát. A Bang do nổ súng về phía cảnh sát nên đã bị xét xử nội bộ. Lúc đó tình huống nguy cấp, A Bang bất đắc dĩ, lúc này anh ta cuối cùng cũng hiểu, thế giới này thực sự không phải chỉ có đúng và sai. Lúc này tất cả đồng nghiệp đều đến xin giảm tội cho A Bang. Cuối cùng cấp trên đã hoãn thời gian phán quyết một ngày, để cho A Bang một cơ hội lấy công chuộc tội. Hiện trường vụ án rất nhanh đã bị cảnh sát phát hiện, chiếc USB phát huy tác dụng. Cảnh sát đều tưởng rằng mục đích của A Ngạo chính là ngân hàng Pan Asia, nhưng trực giác nói với A Bang rằng không phải vậy. Bởi vì trong những nạn nhân tại hiện trường, có một người là giám đốc đội bảo vệ của ngân hàng Hoắc Thị. Ngân hàng Hoắc Thị 4 năm về trước là tài sản của vị đại gia bị bắt cóc khiến A Ngạo vào tù, hắn rất có thể cướp ngân hàng Hoắc Thị để báo thù. A Bang xin được điều động cảnh sát nhưng bị từ chối. Vì quá tức giận nên anh ta đành phải một mình đi tới đó. Lúc này, A Ngạo đang tiến hành trả thù ngân hàng Hoắc Thị, đại gia khóc lóc cầu xin, nhưng A Ngạo không thèm nhìn một cái rồi nổ súng. Mọi người đắc thắng trở về, đúng lúc gặp được A Bang đang đi tới. A Bang vội đánh lái quay đầu lại, kêu gọi cảnh sát chi viện. Sau một hồi phóng như bay, cả bọn A Ngạo đã bị chặn ở đầu đường, nhưng bốn người không hề chần chừ, lập tức xuống xe giơ súng chiến đấu. Hai bên giằng co với nhau, nhất thời đạn bay như mưa, tiếng súng đinh tai. Trong trận hỗn chiến, phía cảnh sát bị tổn thất đáng kể, còn phía A Ngạo cũng có một người bị thương. A Ngạo đột phá vòng vây, nhắm chuẩn thời cơ ném ba quả lựu đạn ra. Cảnh sát không kịp trở tay khiến cho cả con ngõ chớp mắt lửa cháy đùng đùng. Sau đó một người đội A Ngạo bị chết ngay tại chỗ, A Hoa cũng bị lựu đạn nổ chết trên xe buýt. Cuối cùng chỉ còn lại A Ngạo và A Toàn thoát được khỏi vòng vây. Nhưng trong lúc chạy, A Toàn cũng bị dính đạn ở chân. Năm huynh đệ có người chết có người thương vong, chuyện đến nước này A Ngạo không thể cứu anh em. Sự đau đớn và hận thù đan xen lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một tiếng hét thê lương. Đời này không có duyên, hẹn kiếp sau làm anh em.
Sau khi A Ngạo đi, A Toàn nắm chặt lựu đạn xông về phía cảnh sát. Sau một tiếng nổ lớn, A Toàn đã kéo dài chút thời gian cuối cùng cho A Ngạo chạy trốn. Sau tiếng nổ, A Bang đuổi theo sát nút, cuối cùng chặn được A Ngạo ở chỗ đang thi công, một cú đẩy khiến cả hai đều ngã vào nhà thờ. Sau một hồi ẩu đả vật lộn thì hai người lại tách nhau ra. A Ngạo móc hai con dao ngắn ra, A Bang lấy côn ngắn mà cảnh sát dùng ra. Trong nhà thờ tràn đầy cảm giác số phận này, trận quyết đấu cuối cùng đã khai mạc. Dựa vào hai dao linh hoạt, A Ngạo nhiều lần đâm về phía trước nhưng đều bị A Bang tránh được hết. Thấy thế trận bất lợi, A Ngạo phi cả hai dao nhưng A Bang né người tránh được. Sau đó hai người lại tiến hành đánh nhau bằng tay không, thấy mình đánh không lại nên A Ngạo nhặt búa sắt lên đập liên hồi. A Bang liên tiếp tránh được, nhặt gậy lên toàn lực phản công. Cuối cùng hai người đánh đến mức sức cùng lực kiệt, A Ngạo bị đánh đến mức ngã không thể đứng dậy nổi. Đánh đến mức này, cả hai đều không còn bao nhiêu sức để lấy tính mạng của đối phương. Lúc đó cảnh sát cuối cùng cũng chạy đến hiện trường, vô số ánh đèn đỏ nhắm vào người A Ngạo. Anh ta lảo đảo đứng dậy, tôi chịu thua, nhưng không chấp nhận số mệnh. A Ngạo cố gắng trèo lên đàn piano, gào ầm lên hỏi một câu, nếu hôm đó là anh đuổi theo cô ca, thì vận mệnh của chúng ta có thể sẽ đổi cho nhau không? Sau đó cười ầm lên rồi ngã xuống dưới. Thứ chờ đợi anh ta không chỉ là hai thanh sắt nhô ra, mà là sự giải thoát khỏi số mệnh. Trước khi biến thành kẻ ác, A Ngạo từng nói với anh em rằng ai làm sai anh đều sẽ không nể mặt. Nhưng trong nhà thờ với những ô cửa rực rỡ sắc màu, A Ngạo cuối cùng ngã xuống trong lòng Đức Mẹ Maria. Bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!